Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review ha. Ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị một sản phẩm hộp của ngân hàng đang bán ra. Và cái giá này là hiện tại là giá của ngân hàng đang thu về của mức dư nợ anh chị nhé. Mặt tiền anh chị nhìn phía ngoài đó chính là mặt tiền của đường Lê Thị Trung, kinh doanh buổi tối rất là sầm uất luôn. Và với cái nút giao thông này thì rất gần với tuyến đường Thủ Khoa Huân và cái ngã tư của Bình Chuẩn của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Ở phía trong này thì nhà cửa san sát hết trơn rồi. Còn cái mảnh đất ngày hôm nay giới thiệu cho anh chị là mảnh đất ngang 7 dài 20, tổng diện tích là 140m², có hơn 100m thổ cư rồi anh chị ha. Với cái mặt tiền như thế này thì xe hơi vào rất là thoải mái. Cái tuyến đường này là tuyến đường Bình Chuẩn 58 và cái đoạn này thì ô tô anh chị chạy thẳng về tới nhà luôn anh chị ha. Còn khúc trong là tuyến đường thông, tuy nhiên rằng xe trong đó thì cái đường do họ xây á lấn chiếm cái hành lang, cho nên là cái phần ở phía trong thì tôi thấy xe hơi đi hơi khó. Nhưng mà ở tuyến đường này cách có vài bước chân thôi từ cái tuyến đường Lê Thị Trung này anh chị thấy không ạ? Là đi vào đây là cách có khoảng vài chục mét thôi là tới lô đất rồi. Và ngang 7 dài 20, tổng diện tích 140m² và bán với cái mức giá thanh lý của ngân hàng là 1.992.000.000 thôi anh chị. Với số tiền này là tiền dư nợ trả về ngân hàng. Còn những cái chi phí phát sinh như là phí công chứng đồ thì anh chị khách hàng nào mua thì tự chịu nhá. Cộng với lại gửi cho em Hải một ít tiền sang xe đi lại giới thiệu cho anh chị thì cái phần này là của phần khách hàng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo.